Tính đến ngày 11 tháng 3, 17 trên 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phong Sơn được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác trong huyện. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Một trong những điểm mới của nhiệm kỳ này là công tác nhân sự của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn được quan tâm, chuẩn bị kỹ càng, có xu hướng trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn được nâng lên, đảm bảo năng lực và uy tín. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và các tầng lớp nhân dân, thực hiện nhiều công trình phần việc, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội. Hiện nay, công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2024-2029 đã và đang được triển khai, đảm bảo tiến độ đúng quy định. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2024.